Chủ tử, để nô tỳ tự làm được rồi. Đừng nhúc nhích, người có muốn để lại sẹo không? Nô tỳ thật sự rất sợ hãi, mai mà có chủ tử tương kế tựu kế, lừa được Trang Phi thục tần, gậy ông đập lưng ông. Chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Lan Nhi, trước hết Trang Phi muốn nghe cái gì thì ngươi cứ khai ra, để bảo toàn tính mạng. Bảo với ả ta rằng ta có tặng cho Phạm Thủ Quý một chiếc túi thơm hoa quỳnh, gửi lời cảm tạ đến Phạm đại nhân giúp ta. May nhờ có Phạm lão phu nhân có mối quan hệ tốt với Phường Thêu Thuận Lạc, cho nên chúng ta mới qua ải này đó. Dạ,